Kính thưa tổng đoàn, hôm nay chúng ta quy tụ nơi đây để cùng nhau chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa dịp mừng kỷ niệm 10 năm hoạt động của Ủy ban Bác ái xã hội và cầu nguyện cho Hội nghị Thường niên Caritas Việt Nam 2018. Nhìn lại 10 năm qua là cả một dấu ấn thời gian, 10 năm để nhìn lại một chặng đường dài, gầy dựng, vun đắp và phát triển. 10 năm với những nỗ lực mở rộng mạng lưới Caritas xuyên suốt 26 giáo phận. 10 năm để chấp nhận những cố gắng đóng góp của mọi thành phần trong đại gia đình Caritas Việt Nam. Và 10 năm trôi qua với biết bao khó khăn, thử thách cùng những trợ giúp của các ân nhân, các tổ chức trong và ngoài nước. Tất cả là hồng ân. Vâng, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta: chính anh em là muối cho đời, chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Là muối ướp mặn cho đời bằng đời sống dấn thân phục vụ và cho đi nhưng không. Là ánh sáng cho trần gian bằng sứ mạng rao giảng lời Chúa và thực thi bác ái yêu thương. Vâng, mọi người sẽ nhìn thấy tinh thần và công việc của người môn đệ Chúa Kitô mà ngợi khen Cha chúng ta đấng ngự trên trời. Kính thưa cộng đoàn, thánh lễ khai mạc Hội nghị Thường niên Caritas 2018 và tạ ơn 10 năm hoạt động của Caritas Việt Nam hôm nay ghi nhận những đường hướng của Ủy ban Bác ái xã hội với những hoạch định cho các hoạt động trong năm tới, liên đới để thăng tiến, để phục vụ và giúp những người nghèo khổ cách thiết thực hơn. Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta chu toàn sứ mạng Caritas yêu thương phục vụ bằng đời sống chính trực, thi hành sứ mạng bác ái yêu thương. Với những tâm tình đó, giờ đây kính mời cộng đoàn đứng để hiệp dâng thánh lễ.
Chúng con xin kính mời quý đức cha, quý cha và cộng đoàn an toàn. Xin kính mời cha giám đốc Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng chào mừng đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và đức cha tân đại diện tòa thánh tại Việt Nam. Toàn thể hội nghị Caritas Hàn Quốc tại Việt Nam hân hoan kính chào và giới thiệu với tất cả hội nghị của chúng ta đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế. Chúng con hân hoan đón chào đức cha Marek Jaluski, tân sứ thần tòa thánh, đại diện tòa thánh thông thường trú Việt Nam. Kính thưa quý đức cha, chúng con rất hân hoan được đón chào quý đức tổng và quý đức cha đến với chúng con trong cuộc hội nghị này kỷ niệm 10 năm thành lập Caritas. Đây là một hồng ân lớn lao của Chúa đã ban cho chúng con, và giờ đây chúng con còn được sự hiện diện của quý bề trên đến với chúng con hôm nay. Vậy chúng con xin chân thành cảm ơn và chúng con xin chào đón. Đồng thời chúng con muốn biểu lộ cái niềm hân hoan và biết ơn đó bằng những bó hoa bé nhỏ của chúng con. Chúng con xin quý đức tổng nhận cho chúng con. Xin kính mời cộng đoàn cùng đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Con xin kính chào đức cha chủ tịch Ủy ban Bác ái Caritas trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Xin kính chào cha giám đốc Caritas John Grace Marek Lê Zalewski. Xin kính chào quý đức cha và tất cả các đại biểu của hội nghị thường niên Caritas 2018. Xin thưa quý vị quan khách, đây là một cái mốc thời gian quan trọng, trước hết để chúng ta ôn lại những gì mà Chúa dạy chúng ta phải làm đối với người nghèo, người hẩm hiu, xấu số qua hoạt động của Caritas. Vậy qua thánh lễ này, chúng ta hãy tạ ơn Chúa bởi vì Ngài vẫn luôn đồng hành với chúng ta và thôi thúc chúng ta hoạt động để cho cuộc sống và thế giới mỗi lúc một tốt đẹp hơn. Chúng ta cũng nhìn về tương lai và chúng ta xin Chúa tiếp tục hỗ trợ chúng ta, nhất là qua cái hoạt động của Ủy ban Bác ái Caritas Việt Nam, thì Giáo hội Việt Nam không bao giờ quên cái huấn lệnh của Chúa là quan tâm tới những người nghèo hiểm hẩm hiu xấu số trong xã hội. Giờ đây chúng ta hãy xin Chúa tha thứ cho những thiếu sót của chúng ta, mặc dù chúng ta đã cố gắng nhưng còn biết bao nhiêu điều do những yếu đuối bất cập của chúng ta chưa làm được. Xin Chúa bỏ qua và ban sức mạnh để chúng ta có thể thực hiện được cái điều Ngài muốn cho chúng ta làm. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin được bà Maria cho lời đồng chính, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho chúng Đức và Thiên Chúa. Chúa chúng xin
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Người liền đáp lại: có ta đây.
Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở, công cùng cử chỉ đe dọa và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thỏa lòng người bị hạ nhục, và ánh sáng ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối, và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ. Đức Chúa sẽ không ngừng dẫn dắt ngươi giữa đồng khô cỏ cháy. Ngươi sẽ cho người được no lòng, xương cốt ngươi, người sẽ làm cho cứng cáp. Ngươi sẽ như thửa vườn được tưới đẫm, như mạch suối không cạn nước bao giờ. Đó là lời Chúa. Con sẽ ca ngợi tình thương của người đến muôn đời. Qua bao nhiêu thời mẹ con loan truyền tình cha chẳng ngơi. Vì người đã phán tình ta đã ban đứng vững ngàn năm. Trên cõi mây trời người đã thiết lập lòng chúng thành. Tình thương của Chúa con sẽ ca dệt, tình thương của Ngài suốt đời con sẽ hoan hò, con sẽ ca dệt, con sẽ ca ngợi đến muôn đời. Ta ước giao cùng người ta đã chọn giữa muôn người, ta đã đoàn thể cùng nghĩa bốc là nhà David. Và người đã phán rằng mưu duệ người đứng vững ngàn năm. Ngài máu của người ta đã thiết lập từ muôn đời. Tình thương của Chúa con sẽ ca dệt, tình thương của Ngài suốt đời con sẽ hoan hò, con sẽ ca dệt, con sẽ ca ngợi đến muôn đời. Người sẽ thưa rằng lạy Cha muôn loài đấng an bài, nơi con nương tựa và chính là nguồn mạch cứu độ con. Và lòng sùng ái người sẽ đầy dư mãi mãi chẳng ngưng. Ta đã duy trì lời giao ước này thật lâu dài. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, trong các ơn huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây, tôi xin chỉ cho anh em con đường trỗi vượt hơn cả. Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người
và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn, chủng chòe xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyện núi dời non mà không có đức mến thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có đức mến thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vinh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư, cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng, có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư, rồi cũng chẳng còn. Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri cũng có hạn. Khi cái hoàn hảo tới thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con. Nhưng khi tôi đã thành người lớn thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con. Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi không thể che giấu được, và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu rải ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành các con mà ngợi khen Cha các con trên trời.
Đó là lời Chúa. Your Grace, dear brother bishops, beloved brothers and sisters in Christ, today, as we are celebrating the 10th anniversary of the re-establishment of Caritas in Vietnam, in the Gospel we receive an important instruction on the mission of the Catholic community. Kính thưa quý Đức Cha, kính thưa quý cha và anh chị em, hôm nay chúng ta cử hành kỷ niệm 10 năm Caritas được nhìn nhận chính thức. Và chúng ta cử hành thánh lễ này, lời Chúa đã hướng dẫn cho chúng ta những chỉ dẫn quan trọng nhất cho sứ vụ của mình. This community, our community here in Vietnam, it should be the salt of the earth and the light of the world. This is today's gospel words. Cộng đoàn của chúng ta, anh chị em Caritas, chúng ta phải trở thành muối cho đất và ánh sáng cho thế gian, như thông điệp mà tin mừng đã được công bố. These words sound very easily and simply, but they have very deep meaning, because the salt does not exist for itself, but to give flavor to the food. And light does not exist for itself, but for the service of the people. Hình ảnh mà thông điệp tin mừng diễn tả xem ra rất đơn giản, nhưng rất là quan trọng, vì muối không thể tồn tại được nếu muối không mang lại sự mặn mà. Ánh sáng không thể tồn tại được nếu ánh sáng không tỏa sáng cho người khác. At the time when Saint Matthew wrote this gospel, this mission was very difficult for the first communities of converted Jews, although they were living in a faithful observance of the law of Moses. They were expelled from the synagogues, they were cut away from their Jewish past, they were persecuted because they were Christians. Trong thời gian mà Thánh Matthew tường thuật lại những biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu, thì chúng ta đã biết một số người Do Thái đã nhận ra Chúa Giêsu và đã rửa tội, tin theo Đức Kitô, nhưng đồng thời cũng có những người khác ở một thế cực chống đối vì họ không tin vào giá trị của tin mừng. Not only Jews converted to Christianity, not only Jews decided at that time to follow Jesus, they were also pagans, people who didn't belong to the Jewish community. Nhiều người vẫn còn giữ truyền thống của người Do Thái, và vì vậy đã có những người họ cho rằng khi mà Đức Giêsu Kitô đến thì luật Môsê trở thành lỗi thời. Đó là một khuynh hướng, và một khuynh hướng khác thì họ chống lại khuynh hướng này. Vì vậy giữa những người Do Thái cũng có những nhóm cực đoan và đối nghịch với nhau. Regarding this, among the converted pagans, some said after the coming of Jesus, the law of Moses has become obsolete. All this caused tensions and uncertainty. The openness of some seemed to be criticism of the observance of others, and vice versa. So there were first divisions among the Christian communities, practically on one point: if we have to follow the law of Moses, or we have to follow the law of Jesus. Đối với những người ngoại giáo đã rửa tội, thì chính bản thân họ và trong nhóm của họ cũng có những khuynh hướng đối nghịch. Những người tin là luật Chúa Giêsu thì họ cho rằng không cần phải thực hành luật của Môsê nữa. Còn những người mà muốn vừa giữ luật Môsê và vừa muốn thực hành đức tin thì lại đứng ở một phe đối nghịch khác. Vì thế, ngay trong cộng đoàn cơ bản thì sự phân rẽ đã xuất hiện.
And this conflict brought about a crisis which led many to become inflexible in their own positions. Some wanted to advance, to go ahead, while others wanted to place the light under the table. Many asked themselves, in the final analysis, what is our mission? Những đối kháng ở trong cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên đã dẫn đến một sự khủng hoảng và phân hóa. Một số thì chấp nhận để mà tiếp tục tin vào Chúa và đi theo các môn đệ, một số khác thì phải chấp nhận từ bỏ. And this question is actual valid also for us. At the end of the day, what is our mission in the human society, in the society of Vietnam? Recalling and updating the words of Jesus, and here we see the intelligence of Saint Matthew. So recalling the words of Jesus, Matthew tries to help the first Christian communities and told them, your light must shine before others, that they may see the good deeds and glorify your heavenly Father. Trong hoàn cảnh đó thì những người tin vào Chúa Giêsu cố gắng mọi cách để giữ vững đức tin của mình, nhưng cũng có thể được ví von như những người thắp đèn mà để dưới gầm bàn. Vì vậy khi Matthew tường thuật lại cuộc đời của Đức Giêsu, thì thánh sử Matthew cố gắng làm sao để đưa ra được một lời an ủi đối với những người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn đó. Và thông điệp đó đặt cho chúng ta một câu hỏi ngày hôm nay: Caritas Việt Nam, chúng ta sẽ có thể sống cái sứ mạng của chúng ta như thế nào trong hoàn cảnh này? Chúng ta có thể làm muối để làm mặn, chúng ta có thể làm ánh sáng để tỏa sáng hay không? The same mission after more or less 2000 years ago is also our mission, especially the boat, the mission of Caritas. Your light must shine before others. We have to show good example of love, of charity, that the others may believe that we are children of God. Trong nhiều sứ vụ thì hôm nay sứ vụ Caritas được mời gọi là trở nên ánh sáng, một nguồn ánh sáng có thể tỏa sáng được cho người khác. Let's take now the two or three main points from the gospel that the church proposes us for this special celebration. Salt of the earth, first one, then light of the world, and at the end we have the very powerful message of Jesus telling that not one dot, not one little stroke will disappear from the law. Thế nên tôi xin phép được chia sẻ về ba điểm chính. Điểm thứ nhất là làm muối cho đời, thứ hai làm ánh sáng cho trần gian, và thứ ba là thông điệp rất mạnh mẽ của Chúa Giêsu: dù một chấm một phẩy có qua đi thì luật vẫn không có bị tẩy xóa. By using images of daily life, which was the some kind of school of Jesus, of practice of preaching, using these images of daily life with simple and direct words, Jesus makes know what the mission is and the reason for being a Christian community, to be salt. Khi dùng hình ảnh muối, một chất liệu được sử dụng thường ngày, Thánh Matthew muốn làm sáng lên giá trị rao giảng của Chúa Giêsu. Khi nói về sứ mạng của người Kitô hữu, chúng ta là muối, chúng ta tạo, chúng ta có thể lấp đầy cái nhu cầu của người khác, và vì vậy trở nên muối là một sứ mạng trở nên cho mọi người. So we have to be like essence, like nucleus of something, the center of the whole activity of the church, because if salt loses its taste, serves a nothing. Làm muối thì không chỉ đơn giản như một hạt muối, nhưng làm sao để cái sự mặn mà đó, chất mặn của muối vẫn có thể tồn tại được và có thể để cho người khác sử dụng. Còn nếu không thì cái hạt muối của chúng ta sẽ trở nên vô dụng,
khi không còn được chất mạng cho người khác nữa. So Jesus and then Saint Matthew, they recall this practice in order to clarify for the disciples the mission which they have to carry out. Not only clarify, I would say, but also to encourage them to be faithful to the gospel, to be courageous, to work, although difficulties, to help the poor, to show the love of God for the others. Trở nên sự đậm đà của muối là chúng ta mang lấy lòng nhiệt thành, chúng ta bám sâu vào giá trị của tin mừng, và chúng ta sống giá trị tin mừng đó ở giữa dòng đời của mỗi người chúng ta. Let's take now the other example, the light of the world. This comparison looks obvious. Nobody lights a candle and places it under the table. A city built on the hill cannot be hidden. Everyone see the lights from long distance. Điểm thứ hai là ánh sáng thế gian, thì đây là một sự so sánh rất là thú vị. Cũng như muối thì có chức mạng ánh sáng thì cần phải tỏa sáng, và không ai có thể lấy một ngọn đèn rồi có thể giấu nó đi, bởi vì ánh sáng luôn luôn được người ta nhận ra, được người ta nhận biết. The same is the Christian community. The community should be light. It should enlighten, should guide the others, indicate the right way to follow. The Catholic Christian community should not be afraid to show the good that it does. It does not to do it to make itself seen, but what it does can be seen. Khi nhận ra cộng đoàn của chúng ta làm ánh sáng, thì chúng ta phải làm sao để chúng ta có sức tỏa sáng. Cái sự tỏa sáng đó phải không phải là một sự trình diễn, nhưng phải được người khác nhận biết, để sự tỏa sáng, sức sáng đó có thể chiếu soi cho người khác. So dear brothers and sisters, the salt doesn't exist for itself, the light doesn't exist for itself. It is how the community should be. It cannot remain enclosed in itself. Your light must shine in the people's sight, that they may give praise to your Father in heaven. Mà muối không tồn tại được một mình. Bản chất của muối, nếu mất đi thì muối không còn là muối nữa, và ánh sáng cũng thế. Nếu ánh sáng không còn có thể tỏa sáng và lan tỏa, thì đó chúng ta không gọi là ánh sáng nữa. Vì vậy, cộng đoàn Caritas của chúng ta làm sao để có thể mang sứ mạng này, thực hiện sứ mạng này, đừng có đóng cửa lại, đừng có khép kín, nhưng hãy chấp nhận để tỏa sáng và để cho người ta nhận ra những hành động của chúng ta mang lại sự sáng mà tôn vinh Thiên Chúa chúng ta. And this is not an abstract philosophical language, because this principles that we are talking today, they are valid also for us, for our communities, for our families, for our religious communities, our parishes, dioceses, and so far. We should be open. The people must see us. We cannot remain inside our houses, our parishes. This is the message also of His Holiness Pope Francis. He is asking us continuously to have the courage to go out of our environments and meet the people, talk them about Jesus Christ. Làm sao để cộng đoàn Caritas có thể vươn cánh tay rộng mở đến các giới, các nơi, không chỉ là dừng lại ở các giáo phận, chỉ dừng lại trong cộng đoàn Kitô hữu, nhưng kể cả những người chưa nhận biết Chúa, kể cả những người không tin. Vì thế đây cũng là một thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco: hãy trở nên những cánh tay mở rộng và vươn xa và vươn dài. And the last point, not one dot, not one little stroke will disappear from the law. Among the converted Jews, as I have mentioned before, there were two tendencies.
Some thought that it was not necessary to observe the laws of the Old Testament because we are saved by faith in Jesus and not by the observing of the law. Điểm thứ ba tôi muốn chia sẻ đó là thông điệp của Chúa khi Đức Giê-xu nói dù một chấm một phẩy có qua đi thì luật cũng không bị tẩy xóa. Trong thời điểm đó thì chỉ có hai khuynh hướng ở trong cộng đoàn Kitô hữu. Một khuynh hướng là chỉ dựa vào luật của Thiên Chúa thôi và tin rằng nếu tin vào Chúa thì sẽ được cứu độ. Thành thử ngoài cái niềm tin ra thì không có làm gì khác nữa. Một khuynh hướng khác là sống bám vào luật và vì thế dùng luật để lên án người khác. The others thought that and they said surely Jesus Christ came but we have to continue to observe the laws of the Old Testament being Christians at the same time. Làm sao để hai khuynh hướng đó có thể hội nhập lại với nhau, làm sao để cộng đoàn Kitô hữu có thể sống một đàng là tin vào giáo huấn của Đức Kitô và đàng khác vẫn có thể sống được trong khuôn khổ của lễ luật mà Thiên Chúa đã tặng ban cho giai đoạn cựu ước. And this is very important aspect of the Gospel of Saint Matthew because having these two different groups, different way of thinking, Matthew tries to find a balanced, the equilibrium over and above the two extremes. Vì vậy, Thánh sử Matthew đã cố tình tường thuật lại giáo huấn của Chúa với một nỗ lực làm sao để tìm ra được một sự quân bằng giữa hai khuynh hướng đang đối kháng nhau một cách căng thẳng như vậy. His message is the following: the Christian community should be the place and the space where this kind of equilibrium can be attained and lived. Làm sao để cộng đoàn đức tin phải là một địa chỉ, phải là một nơi đến mở rộng cho người khác, chứ không phải là một nơi để có thể phân biệt khuynh hướng hoặc là loại trừ. And the response, as you know, given by Jesus, continued to be very timely. He said, "I have not come to abolish the law, but to complete it." So the communities cannot be against the law, nor can they close themselves off in the observance of the law. Vì vậy Thánh Matthew dẫn lại lời Chúa Giêsu nói là tôi đến để hoàn thiện luật. Như thế thì đó là một nguồn nâng đỡ cho những ai đang sống ở trong lề luật, nhưng đồng thời cũng mời gọi cho người ta mở lòng ra đối với những người khác. So our communities today, our church, we must follow this example of Jesus. We must move forward and show in a practical way that the objective which the law wants to attain in life is the perfect practice of law, service to the others. Vì thế theo chân Chúa Giêsu, chúng ta hãy can đảm tiến về phía trước để chúng ta sống đức tin của mình, đồng thời cũng sống giữ được luật mà Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ và cho chúng ta. Dear brothers and sisters, Jesus completes the law by his summary: to love one another. He sums it up by example as well as his instructions. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu đã kiện toàn luật bằng một giáo giới răn mới, đó là hãy yêu thương nhau, và Chúa đã diễn tả, Chúa đã trình bày giới răn của Chúa bằng chính cuộc đời của mình. To believe in Jesus is not just believing some history. It is also believing who Jesus is, and therefore the importance of following his instruction, of his teachings in our life. Tin vào Chúa Giêsu không chỉ dừng lại là tin về một lịch sử, dù là lịch sử cứu độ,
nhưng tin vào Chúa Giêsu là phải sống và thực hành chính giáo huấn của Chúa trong từng ngày sống của chúng ta. We are all his disciples, but remember that to love and to work in imitation of Jesus in love demands outward action and a sincere concern and care for every brother and sister in the world, because we are all God's children. And this kind of job, this kind of attention we should start giving this kind of attention in our own families, in our own communities. Yêu thương, sống yêu thương và tận tụy theo gương Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta có được một trái tim mở rộng dành cho người khác và một tấm lòng chân thành khi chúng ta nghĩ đến người khác, quan tâm đến người khác. Và những người khác ở đây không chỉ là một nhóm người mà một giới nào đó, nhưng là tất cả mọi người, những người chúng ta gọi là anh chị em của chúng ta. If we love somebody, if our faith and love is true, sincere, we cannot be inactive. We always will try to help those in need. Khi chúng ta yêu thương ai, chúng ta không yêu thương một cách thụ động, nhưng chúng ta tìm mọi nỗ lực để nâng đỡ người đó, quan tâm đến người đó, giúp đỡ người đó. And this is why we cannot ignore those who need our help. They are our brothers and sisters. They are brothers and sisters of Jesus. And we all are adoptive children of God. And if we are all brothers and sisters, we have a moral obligation to help each other. Vì vậy, sứ mạng của chúng ta không cho phép chúng ta làm ngơ trước nhu cầu của người khác. Họ là anh chị em của chúng ta. Họ là anh chị em của chính Chúa Giêsu, và vì vậy chúng ta là những người được Chúa tuyển chọn làm con cái của Chúa, thì chúng ta là anh chị em của nhau. Vì thế không có một lý do gì mà chúng ta có thể làm ngơ trước nhu cầu của người khác. And this is the main reason of having our organization called Caritas, to express in a visible way our faith in God and our solidarity and love for others. Amen. Và đây là lý do tại sao cộng đoàn của chúng ta được gọi là Caritas, vì chúng ta có bổn phận làm cho đức tin của chúng ta được hiển hiện ở giữa cuộc đời, được thực hành một cách rõ ràng và để cho người ta nhận ra Thiên Chúa là tình yêu. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta cùng họp nhau nơi đây để dâng lên Thiên Chúa những tâm tình cảm tạ tri ân dịp mừng kỷ niệm 10 năm hoạt động của Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam. Với bao hy sinh cố gắng của mọi thành phần trong đại gia đình Caritas Việt Nam, chúng ta cầu xin Chúa cho những ngày hội nghị thường niên Caritas Việt Nam 2018 diễn ra trong tinh thần liên đới để thăng tiến, đạt được những kết quả như lòng Chúa mong muốn. Chúng ta cùng tha thiết nguyện xin. Vị mục tử luôn sống hết mình vì đàn chiên, chúng ta cùng cầu xin Chúa thương che chở, gìn giữ và thánh hóa Đức Thánh Cha Phanxicô, cho Đức Tân đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam và các đức giám mục luôn là mục tử tận tụy hy sinh cho đàn chiên. Xin Chúa ban cho các ngài luôn được tràn đầy sức mạnh và ơn khôn ngoan của Thánh Thần Chúa, để các ngài luôn can đảm, vững vàng trước mọi thách đố của thời đại và kiên tâm dẫn dắt đàn chiên Chúa đi theo đường lối thánh thiện của Người. Thiên Chúa nhầm lời chúng con. Chính anh em là muối đất và ánh sáng cho trần gian. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thương đến các vị ân nhân, những người đã nhiệt tâm xây dựng, vun đắp
và cầu nguyện cho công việc chung của Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam. Đặc biệt, chúng con xin Chúa thương ban cho Đức Cha Đa Minh, quý cha cựu giám đốc và các nhân viên đã từng phục vụ Caritas được nhiều niềm vui, sức khỏe và bình an. Vì nhờ những đóng góp của các ngài, Ủy ban Bác ái Xã hội mới có được những thành quả như ngày hôm nay. Người bảo gì thì hãy làm theo. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Mân Côi, xin Chúa chúc lành cho đường hướng của Hội nghị Caritas Việt Nam năm 2018 mở ra những phương cách phục vụ hữu hiệu nhờ sự liên đới để thăng tiến. Xin cho các linh mục, tu sĩ nam nữ và các anh chị em đang thực thi sứ mạng bác ái tại các giáo phận, giáo hạt và giáo xứ trong mạng lưới Caritas biết dùng thời gian, năng lực và sức khỏe của mình để hăng say dấn thân phục vụ những người nghèo khổ, bất hạnh và loan bao một Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Xin Chúa nhận lời Chúa. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi. Chúng ta cùng tha thiết dâng lên Thiên Chúa, quý Đức Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội viên Caritas và quý ân nhân đã từng cống hiến trong sứ mạng Caritas mà nay đã được Chúa gọi về. Xin Chúa thương tha thứ hết mọi lỗi lầm và ban thưởng hạnh phúc nước trời cho các ngài trên thiên quốc. Xin Chúa. Lạy Thiên Chúa toàn năng và giàu lòng thương xót, xin nghe lời chúng con khẩn nguyện và giúp sức cho chúng con để mọi nỗ lực, mọi đóng góp xây dựng của chúng con cho công cuộc bác ái mang lại những thành quả tốt đẹp, hầu làm cho giáo hội ngày càng thăng tiến và cho xã hội ngày một phát triển tốt đẹp và đầy tràn tình thương của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lời thiên dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm, lời cầu xin Chúa tựa như đêm hương lan trầm. Hồn con bay vút về nơi nhà Chúa lương thân và hôm đó xây tình yêu lòng ơn. Từ khi con biết tình yêu Chúa bao cao vời và thank you.
Cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ của anh em để ta cùng hướng đến anh Chúa và người cho chúng ta cùng bảo vệ mọi thánh người. Lạy Chúa, xin thánh hóa lễ vật chúng con dâng tiến mà biến thành của lễ thiêng liêng, được Chúa thương chấp nhận. Xin cũng dạy chúng con yêu thương hết mọi người bằng chính tình yêu Chúa đã dành cho họ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa. Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nô vì các con. Cùng một thế thứ ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa.
chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông thuận mình và mau đứng Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Giuse chúng con, Đức Giám Mục Phu Ta Gioan, hàng giám mục và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hễ thấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse ban trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thứ người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thân Cha đặc sắc, được Cha chỉ đến, chỉ Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa đáng thuộc, nhưng yêu chúng con cho mọi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, nhờ lượng từ bi Chúa nâng đỡ, chúng con luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển chi muôn đời. Amen. Nhà của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chí Hiền Thiên Chúa, đứng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chí Hiền Thiên Chúa, đứng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúng cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Trong tay của Ngài để con được đến với tha nhân bằng tình yêu thương của Chúa nhân hiền. Trong nơi hận thù con gieo tình thương, trong nơi gian dối con gieo chân tình, trong nơi chinh chiến con gieo an bình, buồn rầu con gieo niềm vui, trong nơi tranh chấp con gieo an hòa, trong nơi tâm tối con gieo huy hoàng. Lạy Chúa, xin hãy dạy con. Lạy Chúa, dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được chia sẻ cùng một tấm bánh, xin cũng gìn giữ chúng con luôn hiệp nhất trong Chúa Thánh Thần, ước gì đức ái hoàn hảo chiếm đoạt con người chúng con và làm cho chúng con được đổi mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.